15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú, quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương. Thì bây giờ là tầm khoảng 10 giờ trưa ngày 2 tháng 4 năm 2023 tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì 15m Bình Dương sẽ quay trực tiếp cho tất cả các quý vị, quý cô chú, quý anh chị gần xa chúng ta xem ha. Thì bây giờ cũng là gần trưa rồi, nhưng mà cũng có rất là nhiều các cô chú, các anh chị chúng ta đến viếng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Rất là trân trọng những cái tấm lòng của các cô chú đã không quản cái đường xa để mình đến viếng cố nghệ sĩ Vũ Linh. Thì 15m Bình Dương rất là trân trọng cái điều đó. Thì bàn thờ của mộ nghệ sĩ Vũ Linh thì lúc nào cũng tràn ngập hoa tươi, cũng như là bánh bía rất là nhiều, trái cây, những cái đó hoa. Ở đây thì có một cái cụ bà đang xem một tấm ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Rất là động luôn quý vị ơi. Rất là cảm ơn những cái tấm lòng của các cô chú, các anh chị gần xa đã không ngại đường xa mà đến viếng cố nghệ sĩ, đến viếng một cái thần tượng của mình. Đây là thần tượng của rất là nhiều khán giả. Dạ con chào chú. Mình ở đây, mình ở đâu mình đến mình viếng cố nghệ sĩ chú? Ở thành phố lên. Anh phố. Bây giờ con sẽ chụp cho chú một tấm ha. Để con chụp cho chú. Để mình làm kỷ niệm ha. Lên YouTube. Dạ, giờ lên YouTube. Chú đây con chụp cho. Chú chụp không? Chú đứng đó đây con chụp cho chú một tấm làm kỷ niệm ha. Anh mới đi gần đây ha, anh đã hôm nay. Cái này là mình đi đoàn tang ha. Một chị gái đang cắm một cái đó hoa cúc màu tím. Nhang quá trời, em lấy bớt. Anh nhang quá. Nhang khá là nhiều nhang luôn. Ở đây thì tắm rửa cái đó bên chạy hòm, cái đây chạy hòm gì mà cũng tới đây nữa. Bên đầu tì thì chú có đi trên tắp thì mình có các thì chú ghé đây để bạn chú ý không chạy hòm được họ đầu phố vậy nên chạy phố vậy nên có chuyện này được chú nha. Chú ơi, chú ở đây không có
Hồ Chí Minh đưa người Bắc xuống đây là chú ghé đây hả chú ngồi. Chắc là chú cũng hay ghé đây đúng không? Dạ. Có đám trên đây mới rồi giờ lại đây đúng không? Dạ dạ. Rất là trân trọng những cái tấm lòng của các cô chú các anh chị không quản một cái đường xa để mình ghé mà đốt cho cậu Năm Vũ Linh một cái nén nha. Bị bố mẹ ép đi lấy người khác, yeah. Mà mình thì là nhà nghèo. Khi đã có cái cung trên mái nhà nghèo tôi thế con thì phải khom lưng cúi mặt với người ta. Họ thì ngồi chuyện chệ trên cao, mình phải căng răng dân già cúi đầu. Lời của anh sao đầy cay đắng, chắc anh muốn chất dung. Còn tôi thì nói chuyện đã bao ngày xa cách, Dung rời bỏ trường đi, Dung có còn nhớ đến ai không? Rồi, rất là cảm ơn chị. Cảm ơn chị gái rất là nhiều luôn. Chị có một cái giọng hát rất là hay ha. Thử cho chị chị cũng có thông qua cái nền tảng như là YouTube muốn chia sẻ cái giọng hát của chị đến với là tất cả mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiếp cận chị để mà hỏi xem. À, xin chào chị. À, chị có thể cho mọi người biết chị tên gì không ạ? Chị tên là Tình. À, chị tên là Tình. Mình ở đâu chị? Chị ở Bình Phước. À, chị ở Bình Phước thì hôm nay mình có dịp mình xuống đây như thế nào hay sao chị? Chị đi đám cưới xong rồi ghé qua đây thắp nhang cho chú, nhưng mà bữa nay là xuống là thứ hai. À. Chị xuống từ bữa hôm mà chị đưa ma được 5 ngày. Hôm nay là lần thứ hai mình ghé đây. Đúng rồi. À, rất là cảm ơn cái tấm lòng của chị ha. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Bốn anh em đi đám cưới là ghé cả bốn anh em. Dạ. Dạ. Rất là cảm động với tấm lòng của chị đi đám nhưng mà vẫn nhớ tới người nghệ sĩ Tài Hoa. Là không đây không có điều kiện đi xuống đây thôi mà có dịp là mình xuống luôn. Dạ dạ ghé dạ. Thôi. Thắp nhang như chú tại cũng xa đó, cũng không phải lúc nào mình đi cũng được, thì có dịp mình ghé với thắp nén dạ. Nhang tưởng nhớ đến chú vậy đó. Dạ. Dạ. Đây là lời chia sẻ của chị Tình ở Bình Phước. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều ha, chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe. Rồi trân trọng cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn chị. Một chị gái ở Bình Phước có tên là chị Tình ha. À, chị đây là lần thứ hai chị ghé viếng và đốt cho cậu Năm Vũ Linh một cái nén hương. Rồi tiếp theo thì cũng có các cô các chị mang theo nhang rất là nhiều luôn để chuẩn bị đốt cho cậu Năm Vũ Linh. Không biết chữ đâu hả? Okay, vậy thầy chứ phải cầu cầu ngoài cầu nữa nè, chứ ha con gái ơi, chào con nè, cho chú hỏi cho gia đình mình một số câu hỏi được không nè. À, con tên gì? À, con Anh Thi đúng không? À, con ở đâu? Con ở nhà Phú Mỹ. Con bao nhiêu tuổi nè? Con
Con 6 tuổi rồi, hôm nay con cùng ba mẹ đến viếng cậu Năm Vũ Linh đúng không? À, cảm nghĩ của con như thế nào? Con vui không? Con vui không? À, thôi cảm ơn con nha, chúc con là nhiều sức khỏe, học giỏi nha. Rồi luôn luôn xinh đẹp nha. Rồi cảm ơn cô chú rất là nhiều ha. Đến đây hoài chia sẻ. Một cái câu hỏi là hơi khó đối với cái độ tuổi của bé, cho nên các cô chú các anh chị hãy thông cảm ha. À, bây giờ thì 15m Bình Dương sẽ cập nhật về cái bàn thờ của nghệ sĩ Vũ Linh cho tất cả các cô chú các anh chị xem ha. Thứ nhất là bánh bía là phải rất là nhiều luôn đó. Cái thứ hai là hoa tươi, hoa tươi thì cụ thể đây là hoa ly ha. À, rồi tiếp theo thì mình sẽ quay bên kia. Bên kia thì có quýt, một dĩa quýt rất là lớn luôn. À, tiếp theo là nhãn nè, nhãn hột tiêu luôn. Rồi bên kia thì có thanh long nè, xoài cũng như là táo. À, nãy cái xoài bự quá, chắc là xoài tứ quý ha. Rồi tiếp theo những cái đó hoa ly rất là đẹp. Rồi tiến về bên trong của mộ nghệ sĩ Vũ Linh thì chúng ta sẽ thấy được những cái đóa hoa, hoa cúc trắng nè, rất là đẹp luôn. Ở bên trong thì có những cái chậu hoa dạng thọ, hoa dạng thọ thì nó hơn một tuần rồi, cho nên nó cũng là muốn tàn rồi. À, sau thì bên trong thì chúng ta sẽ thấy những cái chậu phong lan. Thì cụ thể ở đây là lan hồ điệp ha, rất là đẹp luôn. Đó. Và những cái chậu hoa lan rất là mới. Thì đây là, theo mình được biết là đây là một chậu hoa lan của một cái Việt kiều Malaysia gửi tặng ha. Đó, rất là đẹp luôn. Ở phía trên đó chính là những cái tràng hoa ruby. À, ở đây thì có là 5 tràng hoa ruby đủ loại màu sắc, từ là màu cam, màu tím, màu hồng, bên kia là màu vàng và màu xanh. Lẹ. À, đó thì ở đây mình sẽ quay cho tất cả các cô chú anh chị xem. Rồi bây giờ anh nhân viên sẽ phun nước để cho hoa nó được tươi hơn. Đây là nhiệm vụ của anh. Anh nhân viên ha, đang phun nước để cho hoa nó tươi hơn. Rồi có một cái chị gái mang bánh chocobai cũng như là cam quýt đến viếng cổ nghệ sĩ ha. Rất là đông luôn. Thì 15m Bình Dương rất là trân trọng các tấm lòng của các cô chú các anh chị từ xa đã không ngại đường xá xa xôi để mà lặn lội đến với hoa viên nghĩa trang Bình Dương để đốt cho cậu Năm Vũ Linh một cái nén nhang. Như vậy rất là cao quý luôn. Con chào cô với em. À, mình đến mình thắp cho cậu Năm Vũ Linh một cái nén nhang phải không cô? À, thì nhang ở bên đây cô, thì trước khi mà đốt nhang thì cô có thể là chia sẻ cái cảm nghĩ của cô đến đây được không? À, cảm xúc của cô lúc này như thế nào ạ? Cô đi thăm mã mẹ về nén nhang Vũ Linh. Tức là cô có dịp cô thăm mã mẹ cô ở trong đây luôn hả cô, phải không cô? Sau lưng đây. À, sau lưng đây. Rồi cô đến cô đốt cho cậu Năm Vũ Linh. Cô vì em luôn luôn mạnh khỏe. Dạ. Cảm ơn. Dạ, ở phía sau này có nhang này cô. Đó. Hết rồi. Hết rồi đúng không? Rồi bây giờ mình đứng mình tưởng nhớ chú một lát đúng không? Dạ. Rất là đông luôn. Thì 15m Bình Dương rất là trân trọng cái tấm lòng của các cô chú các anh chị đã không ngại đường xa để mà mình đến để viếng cậu Năm Vũ Linh.
Thì bây giờ tầm khoảng hơn 10 giờ thôi, cũng gần trưa rồi, nhưng mà cũng rất là đông ha. Thì bây giờ 15m Bình Dương sẽ tạm dừng kết thúc cái video này tại đây ha. Hẹn các cô chú các anh chị trong các video mới nhất ở trên kênh YouTube của 15m Bình Dương. Nếu mà các cô chú các anh chị mà có thích, có hâm mộ kênh 15m Bình Dương thì hãy đăng ký kênh ha, để giúp cho 15m Bình Dương có thêm một cái động lực mới. Cảm ơn các cô chú các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.